nhờ lên tiếng nghi vấn về căn cứ bí mật của CIA ở Ukraine Các nước NATO làm điều chưa từng có cho Ukraine hỗ trợ cả kinh tế và quân đội Phe đối lập Thụy Điển đưa ra yêu cầu cho chính phủ chuyển ngay tiêm kích JAS-39 Gripen cho Ukraine Tân tổng tư lệnh Ukraine tướng Sitsky phát triển hai kế hoạch phản công mới chỉ cần Mỹ đồng ý Chủ tịch Hạ viện Mỹ báo tin vui cho ông Zelensky tuyên bố sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Pháp công bố thành lập liên minh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế trưa 28 tháng 2 những diễn biến liên quan đến cuộc chiến sụp sôi ở Ukraine cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, người phát ngôn của Điện Kremlin cáo buộc Mỹ từ lâu đã làm việc ở Ukraine để chuẩn bị cho nỗ lực chống lại Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói vào ngày 26 tháng 2, công việc của những người được gọi là cố vấn Mỹ, hầu hết đều thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, đều được nhiều người biết đến. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng, những người này đã đảm nhận các công việc trong tòa nhà văn phòng tổng thống Ukraine và đây không phải là bí mật. Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi ông được yêu cầu bình luận về bài viết đăng trên báo New York Times của Mỹ vào ngày 25 tháng 2. Thưa quý vị, New York Times dẫn lời một loạt quan chức đương nhiệm và cựu quan chức ở Mỹ, Ukraine và châu Âu cho biết, các chuyên gia Mỹ đã tài trợ và tổ chức một mạng lưới căn cứ bí mật trên lãnh thổ Ukraine và biến Kiev trở thành một phần của liên minh bí mật chống lại Moscow. Theo New York Times, Ukraine hiện có ít nhất 12 căn cứ gián điệp bí mật nằm gần biên giới Nga để thu thập mọi thông tin về Nga, cũng như điều phối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một mạng lưới điệp viên được cho là hoạt động bên trong lãnh thổ Nga. New York Times dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine, tướng Sergei Dvoretsky, cho biết căn cứ này được CIA tài trợ và trang bị. Tướng Ukraine nói với New York Times rằng cơ quan tình báo Mỹ đặc biệt trang bị cho căn cứ này các thiết bị liên lạc và máy chủ máy tính lớn, đồng thời cho biết bonke còn được sử dụng để đột nhập vào các vệ tinh của Nga, Belarus và Trung Quốc. Theo New York Times, CIA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ cũng cung cấp cho Ukraine thông tin về các hoạt động di chuyển của quân đội Nga và các cuộc tấn công tên lửa trong suốt cuộc chiến đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Các đặc vụ tình báo Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng trong phản ứng của Ukraine trước việc Nga bắt đầu xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Các đặc vụ CIA vẫn ở một địa điểm nhất định tại khu vực phía Tây Ukraine trong khi Mỹ đang sơ tán nhân viên khỏi nước này trước cuộc xâm lược. Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, CIA và các cơ quan khác của Mỹ đã bắt đầu hoạt động ở Ukraine từ trước năm 2014, tích cực tuyển dụng và chuẩn bị cho hoạt động chống lại đất nước của chúng tôi. Vào tháng 10, báo Washington Post cũng đưa tin CIA đã đầu tư hàng chục triệu USD vào Ukraine kể từ năm 2014 để biến các cơ quan tình báo của Kiev thành đồng minh mạnh mẽ chống lại Moscow. Theo Washington Post, các cơ quan tình báo của Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể ở Kiev cho đến ngày nay. Nước NATO làm điều chưa từng có cho Ukraine, hỗ trợ cả kinh tế và quân đội. Cộng hòa Séc thể hiện kỹ năng xuất sắc trong việc tìm kiếm và vận chuyển đạn dược đến Ukraine trên khắp thế giới và không sợ bị trả thù. Tổng thống Sát Peter Pavel cho biết tại hội nghị an ninh Munich rằng Praha sẽ đóng vai trò trung gian trong việc cung cấp hàng trăm ngàn quả đạn pháo cho Ukraine. Thưa quý vị, theo ông, điều này có thể được thực hiện trong vài tuần nếu các đối tác ở Mỹ, Đức, Thụy Điển và các nước khác bảo đảm nguồn tài trợ phù hợp. Ông Pavel sau đó cho biết, trong một cuộc họp báo rằng, ông không lường trước được bất kỳ vấn đề nào trong việc huy động tiền mua đạn dược. Ông Pavel cho biết, Chúng tôi đã xác định được nửa triệu viên đạn 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm, nhưng từ chối nêu tên bất kỳ quốc gia nào vì những lý do rõ ràng. Tổng thống Séc nói rõ vì lý do chính trị, họ có thể không chấp nhận điều này. Đầu tháng 2, Politico đưa tin Cộng hòa Séc quan tâm đến đạn dược từ các công ty vũ khí ở Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Nam Phi. Cộng hòa Séc không sợ trả thù Bộ trưởng Quốc phòng Jana Kanochova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Séc Plus rằng chính phủ Séc đã thu thập thông tin về tình trạng sẵn có của đạn dược ở nước ngoài từ lâu. Kanochova cho biết có rất nhiều người muốn cung cấp đạn dược thông qua Cộng hòa Séc, bà đặc biệt đề cập đến Canada, Hà Lan hoặc các nước Scandinavia. Những nước khác muốn giấu tên vì sợ bị trả thù. Bà nói và cho biết thêm rằng, công tác hậu cần có thể được sắp xếp trong 3 tháng đồng thời nhớ lại các hành động phá hoại mà các cơ quan đặc biệt của Nga đã thực hiện ở Verbatis, Babsenotropa, bảo đảm rằng một số thiết bị quân sự sẽ được vận chuyển, sẽ không đến được Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc cũng đang cung cấp vũ khí của riêng mình cho Ukraine gồm xe tăng T-72A, 130 xe chiến đấu bộ binh và hàng chục ô tô, quà tặng bao gồm 13 khẩu pháo tự hành và 12 bệ phóng tên lửa Vampire kèm theo đạn pháo, Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cho biết Cộng hòa Séc còn tặng 128 súng cối, kèm đạn và hàng chục ngàn vũ khí hạng nhẹ với hàng triệu viên đạn. Moscow nói rõ rằng Praha có liên quan đến vụ pháo kích vào Belgorod khi Ukraine tấn công thành phố này từ bệ phóng tên lửa RM-70 Vampire nga muốn đại sứ séc tại liên hợp quốc giải thích về việc cộng hòa séc tham gia vào vụ sát hại dân thường ở nga nhưng quan chức này từ chối giải thích bất cứ điều gì đồng thời cộng hòa séc bắt đầu mua khí đốt của nga thông qua slovakia với tốc độ theo cấp số nhân trong khi người dân séc tin rằng đất nước của họ hoàn toàn không phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của nga chính phủ séc do đó tài trợ cho cả nền kinh tế nga và quân đội nga Phải đối lập Thụy Điển đưa ra yêu cầu cho chính phủ chuyển ngay tiêm kích Jax-39 Gripen cho Ukraine. Đảng trung tâm của Thụy Điển khẳng định rằng các máy bay sẽ được gửi đến Ukraine ngay cả trước khi nước này gia nhập NATO. Phe đối lập Thụy Điển khẳng định cần phải chuyển ngay máy bay Jax-39 Gripen cho lực lượng vũ trang Ukraine. Những yêu cầu của các chính trị gia được báo Atom Planet đăng tải. Như ứng phẩm lưu ý rằng, không có sự bất đồng nào giữa phe đối lập về việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nhưng đảng Dân Chủ xã hội nhấn mạnh rằng Thụy Điển trước tiên phải gia nhập NATO, sau đó tăng cường chuyển giao thiết bị quân sự cho Kiev. Nhà lãnh đạo Trung Dung Muharrem Demirov cho biết, Tôi hy vọng rằng vào thứ Ba ngày 5 tháng 3, chúng tôi sẽ nhận được lời mời từ Thủ tướng để triệu tập một cuộc họp rộng rãi nhằm tổ chức việc cung cấp Gripen cho Ukraine. Thụy Điển đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mới, đặc biệt là pháo tự hành Archer. Trước đó, vào ngày 26 tháng 2, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập NATO. Bây giờ, biển Baltic nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của liên minh này, và gần đây người ta biết rằng Thụy Điển sẽ cung cấp viện trợ quân sự kỷ lục cho Ukraine, bao gồm nhiều tàu tấn công đổ bộ lớp Shredbat, 90H, Min, Ngư Lôi, lựu đạn và đạn pháo. Tân tổng tư lệnh Ukraine, tướng Zelensky phát triển hai kế hoạch phản công mới, chỉ cần Mỹ đồng ý. Trong cuộc phỏng vấn với CNN đăng tải ngày 26 tháng 2, Tổng thống Zelensky cho rằng hỗ trợ quân sự của Mỹ sẽ quyết định cách tổ chức chiến đấu của quân đội Ukraine trên mặt trận. Theo ông Zelensky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zelensky đang phát triển hai phương án cho một kế hoạch về cách chiến đấu xa hơn. Ông nói, nếu Kiev nhận được sự giúp đỡ từ Mỹ, họ sẽ có thể bắt đầu đẩy lùi nga nếu không sẽ chỉ phải tập trung vào phòng thủ ông zelensky cũng cho rằng nếu không có sự giúp đỡ của mỹ ukraine không chỉ khó giành lại được những thắng lợi mới trên chiến trường mà còn khó giữ vững thế trận trong năm nay tổng thống zelensky nói mọi người sẽ sẵn sàng nhưng đàn dược sẽ chưa sẵn sàng các lữ đoàn sẽ không sẵn sàng không chỉ cho cuộc phản công của chúng tôi họ sẽ không sẵn sàng phòng thủ để duy trì sức mạnh tình hình rất khó khăn Chủ tịch Hạ viện Mỹ báo tin vui cho ông Zelensky, tuyên bố sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào hôm Chủ nhật cho biết, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nói với ông rằng, ông sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ Ukraine khi các nhà lập pháp nỗ lực đạt được thỏa thuận cung cấp viện trợ quân sự cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Trong cuộc phỏng vấn vào hôm Chủ nhật với Kathleen Collins của CNN, ông Zelensky cho biết, thông điệp mà ông dành cho Johnson là sự tin tưởng và liệu họ có thể tin tưởng đối tác hay không. Ông Zelensky tiếp tục, đó là những gì tôi phải nói. Vì vậy, khi chúng tôi nói chuyện với nhau, ông ấy nói rằng ông ấy sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ Ukraine và ông ấy đứng về phía chúng tôi. Và ông ấy hiểu nhân dân, binh lính và thường dân của chúng tôi anh hùng như thế nào. Và Johnson nói rằng ông ấy sẽ làm điều đó tổng thống zelensky người đã nói chuyện với nhà báo collins của cnn nhân kỷ niệm hai năm ngày nga xâm chiếm ukraine cho biết ông đã gửi thông điệp tương tự tới tòa bạch úc giống như ông đã làm với johnson khi ông đến thăm hoa kỳ ông cho biết ông đã cầu xin tổng thống biden cho một thỏa thuận yêu cầu và ông johnson tạm dừng các vấn đề đảng phái giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa và giúp các nhà lập pháp đạt được thỏa thuận ông zelensky cũng thừa nhận giai đoạn bầu cử là một giai đoạn đầy thử thách Vâng, tôi đã đưa ra thông điệp này, thông điệp của tôi. Tôi nghĩ rằng Johnson đã nghe thấy nó và Biden cũng đã thấy điều đó. Tôi có thể làm gì? Đây là quyết định của anh ấy nhưng tôi nghĩ anh ấy hiểu tất cả những thách thức những gì chúng tôi có. Cuộc phỏng vấn của ông Zelensky diễn ra hơn 4 tháng sau khi Tổng thống Biden yêu cầu gói viện trợ gần đây nhất của ông bao gồm cả tài trợ quân sự cho Ukraine. Thượng viện gần đây đã thông qua gói tài trợ an ninh quốc gia lưỡng đảng, trong đó bao gồm 60 tỷ USD cho Ukraine. Nhưng Hạ viện, dưới sự lãnh đạo của Johnson, đã từ chối đưa gói tài trợ này ra sàn để bỏ phiếu vì vướng mắc về vấn đề an ninh biên giới. Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn, liệu ông có tin vào lời nói của Johnson hay không, Zelensky nói với nhà báo Collins rằng, Tôi phải tin tưởng, tôi phải tin tưởng và chúng ta sẽ thấy. Tổng thống Pháp công bố thành lập liên minh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Tổng thống Macron mới đây đã công bố liên minh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Tuy nhiên, những quốc gia nào sẽ tham gia liên minh này vẫn chưa được tiết lộ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố thành lập một liên minh để cung cấp cho Ukraine tên lửa và bom tầm trung và tầm xa. Thưa quý vị, theo Tổng thống Pháp, người ta đã quyết định thành lập một liên minh để tấn công sâu và do đó có tên lửa và bom tầm trung và tầm xa. Le Monde viết, Macron kêu gọi các nước châu Âu sản xuất thêm đạn dược cho Ukraine. Ông nói, trong 10 ngày tới, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những nỗ lực này. Chúng tôi đã liên hệ với nhiều quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu có đạn dược. Ông giải thích rằng, trong thời gian rất ngắn, châu Âu sẽ chỉ có thể cung cấp cho Ukraine số đạn dược mà nước này có trong kho. Ông thừa nhận là rõ ràng chúng tôi không có hàng triệu viên đạn như đã hứa. Tổng thống Pháp nói thêm, hôm nay các sáng kiến do chúng tôi đưa ra sẽ được thảo luận trong vòng 10 ngày nữa và các bạn sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng với một chương trình nghị sự nghiêm túc. Hội nghị thượng đỉnh Ukraine ở Paris. Tại Paris, 20 nhà lãnh đạo chính trị từ EU, Mỹ và Canada ngày 26 tháng 2 đã tập trung để ra hiệu cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về quyết tâm của châu Âu ủng hộ Ukraine. Tại cuộc gặp này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại trừ khả năng đưa quân phương Tây tới lãnh thổ Ukraine trong tương lai. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã khép lại chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.